Rồi, hello, chào mừng mọi người trở lại kênh Trailer PT Nhật Đức nhá. Hôm nay thì có một ít lượng hàng mới về, thì hôm nay thì mình có quá là kỳ công luôn. Mình bày cho các bạn xem như này để anh em có thể hình dung ra rõ những mặt hàng gì mới về. Không nhiều khi buổi ngày thì mình không bày ra này được vì thứ nhất là nắng. Thứ hai là rất là khó có giải thích cho anh em là có những cái gì về. Mặc dù nhiều khi hàng nó về rất là nhiều nhưng mà vất vả trong vất ra cửa hàng phát thì mình phải xếp gọn và mình không thể để bừa bãi được. Nhưng hôm nay thì may thời tiết nó mát rồi thì mình lại giải ra buổi tối đêm hôm xuống rồi mình mới review cho mọi người biết được là những cái gì mới về. Đây là các bạn hay hỏi mình là chắn bùn này, đây chắn bùn Thái các bạn nhá. Bên khu này đồ chơi phụ tùng ô tô thì nhiều bạn hỏi mình là bên nhà mình làm về chuyên về mảng gì. Để kia chắn bùn inox thì thật ra các bạn ạ, chuyên nhà mình thì chuyên tất cả các dòng xe, có nghĩa là không liên quan đến một dòng xe nào cả, có nghĩa là dòng nào nhà mình cũng làm đó anh em ạ, dòng nào cũng làm và cập nhật từ đồ gầm đồ máy đồ chơi, có nghĩa là cái tính của mình là mình làm theo kiểu anh em cần gì thì mình buôn đó. Đó, rất nhiều những mặt hàng hot trên thị trường. Đấy, hôm nay thì mình lướt qua cho các bạn xem nhá. Lướt qua thôi, còn như nào nữa thì anh em phải phải gọi điện alo hoặc là có thể là BM cho mình theo ba số điện thoại nhà mình dùng cố định là 09788 23083 và 09788 23038 cũng như là 0243 861 6426. Đấy, nhà mình dùng duy nhất ba số điện thoại đó và toàn nói chung là toàn hệ thống ba fanpage nhà mình toàn dùng một số điện thoại đó thôi. Thì hôm nay thì mình lướt qua cho các bạn xem một số mặt hàng mới về các bạn nhá. Hàng thì ngày nào cũng về liên tục nhưng mà có nghĩa có những hôm mình định làm video úp lên cho các bạn nhưng mà nó bị mưa. Rồi, nhưng hôm nay trời rất đẹp trời luôn, chiều thì cũng định trực sầm sầm tối mưa. Đây là chắn bùn các bạn nhá, chắn bùn Thái này, con này là 60-80 hình mới về nha các bạn nhá, hình jumbo này. Rồi con này cũng là 60-80 hình bế cô gái cũng mới về luôn đấy. Rất nhiều anh em hỏi cái hình người nó đại khái như là đặc biệt một tí. Đây con này là 4557 lắp đằng sau của chắn đèn hậu của Kia K250 K165 rồi tất cả dòng Isuzu. Con này là 40-40 các bạn nhá, 40-40 đấy, 40-40 là như nào ngang đây các bạn này, ngang là 40 này đấy, cao là 40. Đợt này nó về hình người các bạn này đấy, và về tiếp thêm hình nữa 40-40 nó chính là hình con mèo cuốn con rắn đấy các bạn này, 40-40 này đấy. Cái dòng này thì lắp cho K250 rồi K3000 nữa anh em, lên chắn bùn inox rồi. Đây con này cũng là 40-40 FP, con này thì cũng mới về các bạn nhé. Cái size này thì cháy hàng một nửa tháng vừa qua bị cháy hàng, vì sao? Bên Thái bị dịch các bạn ạ, thành ra không về được, đợt này mới về được. Đây còn con này là con 4557 năm đèn hậu thì nó có hai size đấy, một size là hình FP và một size là hình mới còn sâu Michelin đó các bạn nhé. Và tiếp theo nữa đến khâu size 35, size 35 thì có hai mẫu. Một là hình người đeo kính, ông này thì là ông là một cái ca sĩ, là một nhân vật nổi tiếng gì đấy của bên Thái thì mình không rõ. Đây 35 các bạn này, 35 và 35 đấy, còn con này cũng là 35 35 các bạn nhá. Hàng này toàn bộ là của Thái 100% luôn, bảo hành cho các bạn thoải mái luôn. Bạn nào phát hiện đây mà là của hàng Trung Quốc hay là của hàng nội Việt Nam mình làm thì tặng 1/10 các bạn nhá. Mẫu này, con này là rất bền luôn, anh em đã chạy rồi thì biết. Đây sang đến con này nữa, con này thì con nắp vào con Winner HD các bạn nhá, hoặc là dòng Hyundai xe tàu thì mình không rõ, nhưng mà con này sẽ ngang 54 và cao là 40 các bạn nhé. Đấy cao 54 ngang 40. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ, đây là chắn bùn, chúng ta sẽ lại đến một cái size này nữa, size này là size 60 các bạn này, 60 cao 60 đấy. Đấy là nói về chắn bùn Thái, và đây là toàn bộ chắn bùn Vlog. Đây chắn bùn Vlog đây, K250, K100, K149 rồi là K3000 rồi là Hyundai HD 650 lưu mighty 110s. Đây đôi này thì mai kia mình gửi cho khách. Đấy đây chắn bùn trước này các bạn này, K165 K3000 rồi K250 K200 thì sang tuần tới mới về. Đấy sang bên này là khu đồ mạ đồ chơi các bạn nhé. Đây viền cốt lốp bàn to, rất nhiều anh em hỏi đợi chờ bao nhiêu lâu là mới về được hàng. Đấy đặt mãi thì đặt cũng phải về hàng do bên kia các bạn ạ, đợt này bên Hàn cũng bị dịch rất là nhiều luôn. Đây các bạn này viền cốt lốp bàn to này. Đấy hàng toàn bộ nhà mình là auto và KD các bạn nhé, không làm hàng ngoài. Đó đây là bộ ốp nội thất bên trong cabin, có thêm bên trong cabin của xe Hyundai ở Hyundai Partner 2 ở các bạn thấy không? Nhà mình buôn toàn hàng auto cả KD thôi. Con này là ốp chân gương điện này, hôm nọ thiếu mỗi bộ chân gương điện này mà một anh trai gửi hàng cho bớt của mình 300.000, bảo khi nào mày có bộ này giả gửi cho anh mới giảm mày tiền tiếp, của đùa là cho mình lản luôn. Đấy cái đây là bộ ốp trang trí ở mặt ca lăng các bạn này, các bạn nhìn được cái biểu tượng này các bạn thấy đấy. Đó hàng này là toàn bộ phiên bản auto mới nhất bên thị trường Hàn Quốc. Đấy, K250, K200, K149, K100. Đó, chúng ta tiếp theo nữa các bạn nhé. Ở đây là lọc gió, đây là lọc gió của Hyundai
HD máy cơ, hàng mẫu bị xịn luôn. Cái này thì các bạn cũng biết quá nhiều rồi. Còn con này là con pha mắt mèo, đây là đóng đây pha mắt mèo các bạn nhá. Pha mắt mèo lắp cho Potter, Potter 2150. Rồi thứ nhất là 2100. Rồi Potter 2, chung tất cả dòng luôn. Đấy, tiếp theo nữa đây đó chính là cái ốp đèn gầm các bạn nhá. Đấy, ốp đèn gầm của K50, K200, K149, K100, K200. Đấy, con này là hàng auto. Đấy, con này tiếp theo nữa cái màu này đây. Cái màu này thì mai mình sẽ gửi cho mấy anh trai này đặt mình. Ôi rồi, đặt mãi nó mới về. Đấy, đôi khi có phải có tiền nó không về được ngay đâu. Nó tùy thuộc bên kia có hàng hay không đấy các bạn này. Cái màu này, cái này thì đẳng cấp luôn. Cái này thì đẳng cấp các bạn nhá. Lắp lên thì nổi bật luôn cái xe luôn. Vì cái màu này ít người chơi. Nhưng mà một khi mà đã chơi rồi thì ra đường không ai là không để ý luôn. Vì nó thực sự là cá tính luôn. Cái màu lắp này này các bạn này. Cái này thì ít đơn vị trên thị trường cũng ít về. Đấy, mình bán ngay rất là mạnh luôn. Nhiều anh trai lên full đồ rồi mà thiếu cái màu này thì không được. Con này màu các bạn đẹp rất đẹp luôn. Đây là ốp đèn hậu này các bạn này. Ốp đèn hậu này là của hàng KD thôi. Vì nó tại sao? Vì nếu mà đến nhập hàng auto về, nhà mình vẫn còn mấy bộ nhưng auto chỉ bán cho xe nhập thôi. Còn xe Việt Nam trong nước thì chỉ ốp được một cái này thôi. Còn mấy cái cạnh thùng nó không lắp được. Đấy, tiếp theo nữa các bạn này. Đèn xi nhan của L250 tại sao nó không hộp? Thì hôm nay hộp mình đóng cho anh trai rồi. Hôm nay mình nhập về mấy đôi thôi. Nhập về 3 đôi thôi. Còn một đôi thì mình đóng cho anh trai và đóng cho một bạn ở trong làm một cái lẻ bên phụ đấy. Đây là hàng xịn Mobit luôn nha các bạn nhá. Con này thì hiện tại đang rất là thịnh vì nó lắp cho dòng xe L250. Đấy, ngày xưa thì nó đã bình thường, con này nó đã bị gọi là khai tử rồi. Vì nó lắp chung với cái đời 2000, tự nhiên bây giờ Việt Nam mình lại lắp con L250 của cái đời xi nhan L này thì lại được khai quật lên, gọi là khá như là phục hồi nó lại. Đấy, làm sống lại cái thị trường của cái dòng đời 2000. Đấy, Mobit xịn 100% các bạn nhá. Nói sai đến một cấp 10 luôn. Đấy, đèn này Mobit xịn 100% luôn. Đấy, đèn xịn 100% các bạn này. Còn mấy thứ hai đây, đây. Đèn xịn 100%. Đây, đặc biệt cho các bạn xem đây, công tắc lên kính các bạn này. Đây là một lượng hàng mình bày ra cho các bạn xem thôi. Còn hàng ở trong kho thì ngày nào nó cũng về. Và mình đây là mình cái hàng này mình mang ra cửa hàng. Mình bày ở cửa hàng để cho anh em biết. Còn tất nhiên là mình không thể mang cả tải cả thùng ra đây được. Mình chỉ bày những mặt hàng chính ra đây để cho mọi người xem thôi. Anh em có gì nhớ phải gọi điện cho mình hoặc là báo với mình, chứ còn ở đây làm sao bày hết được các bạn. Hàng nghìn sản phẩm, mấy nghìn sản phẩm, tính trên máy tính của nhà mình bây giờ nó rơi gần 6.000 sản phẩm thì các bạn biết làm sao mình bày ra hết được đúng không? Anh em cứ phải hỏi mình. Đây, công tăng lên kính của Huy HD đây, từ HD 728899 lưu Mighty 110S luôn, 110S, 10XL rồi 75S, tất cả đều chung hết các bạn nhá. Hà mẫu vi xịn luôn. Con này còn lái có phụ thì hôm nay là mình vứt ra đây cái phụ thôi, còn lái thì càng vẫn còn đây. Rồi nó thập cẩm lắm các bạn ạ, hôm nay nhiều thứ về lắm. Đề dây số các bạn này, dây số đây, dây số xịn 100% luôn. Hàng Mobit xịn chính hãng luôn các bạn nhá. Đây, Mobit đây. Đấy, trên thị trường này dây này thì ít nhà làm lắm. Vì tại sao giá nó cao? Còn anh em chủ yếu hàng thị trường Việt Nam về ra chủ hàng OEM. OEM là cái thương hiệu mà sản xuất cho Mobit này này. Nhưng chất lượng không bằng Mobit này. Đây là dây số của Vina HD các bạn nhá. Con này nó chỉ lắp cho Vina HD thôi. Vina HD từ HD 65 7288 99 650 450 500. Đấy, 4 rồi là 650 700. Còn nếu mà lên XL cả SL thì nó lại khác hoàn toàn, máy điện khác các bạn nhá, động cơ to hơn mà. Đó, tiếp theo nữa là chữ Isuzu các bạn này. Isuzu này thì lắp chung lắp cho con QKR này, QKR các bạn nhá, QKR. Lắp cho con QKR. Chủ yếu là con QKR. Đấy, vì con này khổ nhỏ nên mình sẽ đo kích thước cho các bạn xem, mà chẳng may mà bác nào mà có nhu cầu mà độ đẽo sang một tối cái dòng xe của Isuzu. Đấy, cho đẹp thì các bạn biết được kích thước thì các bạn mua cho dễ. Nhưng nhiều khi là mình cũng bận nhiều việc không check được cái kích thước. Đây các bạn này, con này của nó là cao tầm 6 phân rưỡi. Ba chữ này của nó thì nó sẽ trung bình rơi vào tầm khoảng 40 phân. Mình dây dịch cho 40 phân đi cho thoải mái. Đấy, con này là chữ Isuzu các bạn nhá, chrome. Đồ này thì nói thật các bạn là Trung Quốc thôi, tất cả đồ chơi Isuzu hoặc là đồ phụ tùng 100%, 90% thì toàn bộ Trung Quốc hết các bạn nhá, kể cả trong hãng người ta nhập về cũng là made in China, nhưng mà tùy từng đơn vị sản xuất. Đấy, chữ Isuzu rất nhiều, rất lâu lâu anh em mới hỏi cái chữ này, bây giờ nó về rồi. Đó anh em ạ, bây giờ về. Rất nhiều anh em QKR 270, 230 hỏi mình. Đó, tiếp theo nữa chúng ta tiến khu này nhá. Sang khu này xong. Đây là dây con loa các bạn này, dây con loa của L250. Đấy, hôm nay mình tổng hợp rất nhiều thứ luôn. Nếu mà để mà quay toàn bộ đống hàng này thì nó hôm nay hàng về nó mới mất tầm khoảng 30 phút chưa hết đâu các bạn ạ. Nhưng thôi mình lướt qua các bạn xem thôi. Còn mình sẽ quay làm hai cái video cho mọi người, tổng hợp cho mọi người đỡ xem bị lâu. Đây là dây con loa máy phát này, của con này là con Lumity 100XL 100XL SL 75S, tất cả máy điện dùng các bạn nhá. Đấy, con này nó có hai dây. Con này là dây máy phát này, dây tổng. Còn một dây bơm nước nữa, đây dây bơm nước đây.
Đấy, hàng vừa mới về cập bến luôn, xịn xét đẹp luôn các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không, về cái đẹp luôn, mô bít xịn luôn, toàn bộ mô bít luôn. Con này là dây bơm nước của Lưu Mai Ti này đây, và tiếp tục về thêm con này nữa. Con này đẳng cấp luôn các bạn ạ. Con này rất nhiều anh em thèm thuồng gọi mình mà mình mãi không có hàng. Con này là con Hyundai HD 210 240 của Hyundai Việt Nam này, máy điện này. Đó các bạn thấy không, thêm con loa xịn mô bít 100% luôn này. Mô bít đây các bạn, mô bít 100% các bạn nhá, không bao giờ bán dây ABC luôn. Dây nào thì mình nói luôn dây đấy thôi, nhưng mà dây mô bít xịn này nó mới đẳng cấp. Ngoài ra mô bít này thì anh em có thể dùng một số đông zin cũng được. Đây còn con này là con phím còi các bạn nhá, phím còi của K165 K3000. Con này tí mình sẽ bóc cho mọi người xem, bóc luôn nhá, bóc luôn cho anh em xem luôn cho nóng hổi, bóc luôn, bóc lên mọi người nhìn mới biết được, không nói qua ni lông này mọi người không biết là nó là cái gì. Đây, bóc cho mọi người xem các bạn nhá. Hàng quay về nhiều mặt hàng lắm, về bao nhiêu luôn. Đấy, con này là con phím còi các bạn này, con phím còi của Kia các bạn này, Kia hàng xịn luôn các bạn nhá, hàng xịn luôn này. Đấy, mua bít nhập khẩu luôn, hàng xịn 100% luôn. Cái này thì anh em hay khai không đấu cho le hay bị hỏng này. Đấy, tiếp theo nữa đây lọc các bạn này. Đấy, tiếp theo nữa đây mình quay cái video cho bạn xem chiều này cho thuận trường. Con này là lọc lọc nhớt các bạn nhá, lọc nhớt của Hyundai, nó chụp vào cái đời này các bạn này, 110S này. Đấy, 110S rồi Lưu Mai Ti 110XL SL 75M. Đấy. Tất cả dùng lọc này hết rồi là HD210, HD240. Còn con này mua bị xịn 100% các bạn nhá. Bán sai nói sai đến một cấp 10 luôn. Tặng các bạn luôn, không cần lấy tiền luôn. Đó, đây, đây nữa, đây là cao su nhĩ phụ này. Cao su đối nhĩ phụ của Hyundai HD, từ HD HD đến Lưu Mai Ti 110. XL SL 75S. Đấy mình nói tổng hợp như thế cho nhanh. Còn đây là khóa buồng thùng của Kia xịn này. Xịn này các bạn này. Còn mấy cái khóa này nhập về lặt vặt thôi, để phục vụ những anh em thích chơi đồ xịn. Đấy còn đây nữa, đặc biệt đây nữa, nhà làm ít đèn nhấp nháy này cho anh em thích. Vì rất nhiều anh em hỏi mình cái đèn này. Các bạn thấy không? Rất nhiều anh em hỏi mình cái đèn này nóc này. Đấy, đèn nóc. Đèn chớp sân bay Hàn Quốc xịn 100% nhá. Mình đã có mấy cái video sâu cho mọi người xem rồi. Đó, rồi tiếp theo đến nữa. Bên này nữa, bên này cho các bạn xem là bên này thì mới về cái này. Cái tam giác phản quang loại mới về các bạn nhá. Đây, Hàn Quốc thì mới có cái loại này các bạn này, giấy theo kiểu này. Ngày xưa thì mình làm giấy này rất là nhiều rồi, nhưng bây giờ thì mới nhập thêm cái loại mũi tên hai bên nữa. Anh em thích thì chuyển sang cái mẫu này. Mẫu mới, phản quang căng đét luôn các bạn này. Đó, mình nhôm bằng sau này các bạn này. Rồi, bắn vít vào căng đét luôn. Đó, có hai màu các bạn nhá, còn màu xanh nữa. Xanh và đỏ, anh em thích mẫu nào thì thích. Đấy các bạn thấy không, rất rất nhiều sản phẩm mới về luôn. Đấy, còn đây nữa, có ba răng năm chấu các bạn này, một ba răng năm chấu. Đấy, ô ba răng năm chấu, nhiều bác hỏi mình bao tiền. Đấy, mình báo giá anh em ngất ngây luôn, xịn mô bít 100% các bạn nhá. Đó các bạn thấy không, nó là nhựa epilac, hình như là một loại nhựa cực kỳ là siêu dẻo và siêu bền, mô bít luôn. Đấy, còn tam giác này thì lâu lắm mình mới bỏ cái này ra quay cho các bạn xem, là tí nữa mình sẽ quay bằng cái một cái video khác để cho anh em biết được màu xanh đẹp tuyệt vời nha. Hàng này hàng đời đầu các bạn nhá, led vi vuông các bạn này. Ok, đấy thì mình đã tổng hợp hôm nay xong. Đây còn đây nữa, đây các bạn này, công tắc tổng hợp này, phím tích hợp vô lăng này. Con này về được 3 bộ, mình nhặt 3 bộ, đặt 3 bộ thì mình mang một bộ ra đây là bày cho các bạn xem thôi, còn 2 bộ mình cất trong tủ rồi. Phím tích hợp vô lăng các bạn này. Đấy, dây điện bên mình sẽ bán cái này, anh em nào mà có nhu cầu đấu thì ở xa gọi điện cho mình nhá, thì mình sẽ nhờ thợ nhà mình hỗ trợ anh em. Ok, đấy, cuối cùng là mình tổng hợp xong những mặt hàng hôm nay mới về thôi, còn một số mặt hàng tiếp theo thì mình sẽ tổng hợp cho các bạn xem sau. Anh em có thể ủng hộ mình nhá theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Đấy, buổi tối nay thì có gì các bạn mà không hiểu thì các bạn nhớ alo cho mình nhá, theo 3 số điện thoại đó. Thank you mọi người rất rất là nhiều luôn. Đây, hàng hóa về thì tung vé tung hết cả lên các bạn nhá. Đó, ok cho các bạn, anh em vào đúng tung ô tô Nhật Đức các bạn nhá. Đấy, các bạn vào đúng cái biển nhà màu vàng này các bạn này, bên cạnh màu đỏ của nhà mình đó. Thank you mọi người rất là nhiều luôn, anh em nhớ ủng hộ và like chia sẻ cho mình các bạn nhá. Thank you mọi người rất nhiều.